Tai nghe, hay còn được gọi là tai phone, là thiết bị đã trở nên rất phổ biến trong thời đại công nghệ số. Tai nghe được sử dụng cho nhiều mục đích như nghe nhạc, xem phim, làm việc cũng như học tập trực tuyến để không gây ồn ào và làm phiền những người xung quanh. Đôi khi việc đeo tai nghe là do bắt buộc vì tính chất công việc, nhưng cũng không ít người sử dụng thiết bị âm thanh này như một thói quen. Bởi vì họ cảm thấy việc vừa đeo tai nghe, vừa học tập và làm việc suốt cả ngày khiến họ tập trung hơn. Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hơn 5% dân số thế giới, tương đương vào khoảng 430 triệu người, cần được phục hồi chức năng để giải quyết tình trạng mất thính lực. Ước tính đến năm 2050, hơn 700 triệu người, tức là cứ khoảng 10 người thì sẽ có một người bị mất thính lực. Gần 80% số người có thính lực kém sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Để sử dụng tai nghe an toàn, phòng ngừa nguy cơ suy giảm hoặc mất thính lực, các chuyên gia luôn khuyến nghị người dùng nên lưu ý đến thời gian và âm lượng khi nghe. Nghe ở mức âm lượng 80% tối đa trong 90 phút mỗi lần là nguyên tắc quan trọng giúp bảo vệ cơ quan này. Nếu nghe âm thanh lâu hơn 90 phút, bạn nên giảm âm lượng. Nguyên tắc là nghe càng lâu thì âm lượng càng phải giảm xuống. Nếu ai đó đứng cách xa một cánh tay, vẫn có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ tai nghe của bạn, hoặc bạn phải nói lớn hơn bình thường để giao tiếp với người khác, có nghĩa là tai nghe đang phát ra âm thanh quá lớn. Nên nghỉ giải lao sau những buổi nghe kéo dài và đảm bảo âm lượng ở một mức độ thoải mái. Nếu bạn chuẩn bị tham gia một sự kiện có tiếng ồn lớn kéo dài, hãy mang theo nút tai. Có nhiều dụng cụ giúp bảo vệ tai khỏi tiếng ồn mà bạn có thể sử dụng như nút tai bằng bọt xốp hoặc nút tai có đặc tính khử tiếng ồn. Lạm dụng tai nghe là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Dùng tai nghe không đúng cách gây suy giảm hoặc mất thính lực dần theo thời gian, và sự lão thính sẽ diễn ra sớm hơn so với mức suy giảm thính lực thông thường do tuổi tác. Tai trong rất nhạy cảm với sự cân bằng của âm thanh mà nó cảm nhận được. Có hàng nghìn tế bào trong tai, một số có cấu trúc nhỏ được gọi là tế bào lông. Tế bào lông có nhiệm vụ truyền âm thanh từ tai trở lại não. Nếu âm thanh quá ồn có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho các tế bào này, làm gián đoạn cơ chế truyền âm thanh. Mức âm thanh quá lớn còn làm tổn thương cả sự kết nối giữa tế bào lông và tế bào thần kinh, dẫn đến sự gián đoạn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, tiếp xúc với mức âm thanh trên 85 dB kéo dài hơn 2 giờ có thể gây tổn thương tai. Tiếp xúc với âm thanh từ 105 đến 110 dB có thể gây tổn thương tai sau 5 phút. Âm thanh nhỏ hơn 70 dB không có khả năng gây ra bất kỳ tổn thương đáng kể nào cho tai. Vì vậy, mức âm lượng an toàn được khuyến nghị là dưới 70 dB. Nếu tai bị ảnh hưởng thời gian dài, có thể dẫn đến nghe kém, giảm sức nghe so với người bình thường, gây khó khăn trong giao tiếp. Nghe kém cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như di truyền, viêm tai giữa mãn tính, viêm màng não, thoái hóa dây thần kinh thính giác, điếc đột ngột, chấn thương tai hoặc đầu, tiếp xúc với âm thanh lớn, dùng các loại thuốc gây độc cho tai, nhiễm virus và các bệnh lý về tai khác. Trong đó, tiếp xúc với tiếng ồn từ tai nghe hiện nay là nguy cơ gây suy giảm hoặc mất thính lực trước tuổi già.